Đây là cây giống cái ngày 12 tháng 8, hôm nay là ngày 18 tháng 8, cái này được 5 ngày các bạn ạ. Sáu ngày chứ nhỉ. Đấy thì là cái hệ sôi bắt đầu bung sôi này. Đấy, đầu bung sôi bung nhẹ. Để cái tuần đầu tiên thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian để ổn định lại hạt giống, nó ổn định lại cái hệ sôi và bắt đầu phát triển các bạn. Đấy. Để lỗ cậy được 6 ngày, bắt đầu ngày thứ 6 bạn nhé. Đấy. Đấy, con mấy lỗ kia thì xuất đi hết rồi. Found the hole hit that one. Đấy là cái nơi chuyên về làm rộng nên là hầu như bị cậy sóng và xuất đi luôn, ít khi có thì vào thời điểm cao điểm ấy thì, bắt đầu mới sử dụng hết công suất ở chỗ này, sử dụng các cái phòng ươm luôn. Đấy là cậy hôm nay các bạn nhé, đấy là cậy ngày 18 tháng 8 này. Đang cậy khi mới cậy xong thì rộng như thế này đấy các bạn. Đấy cái thời gian mà cần ổn định lại giống, cần ổn định lại và bắt đầu búng sôi nhá. Cái này phải mất một tuần đấy, như bảo các bạn vừa thấy cái lúc nãy đấy, một tuần thì sôi nó mới búng nhẹ như thế. Đây là một cái phòng rất là rộng, khoảng 300 mét vuông các bạn ạ. Nhưng mà các cái yếu tố như cột phong ướm chuyên dùng ấy thì nó hầu hết là đạt chuẩn như thế. Thế nên khi mà cho vào cái hệ thống rổ gì hệ thống này thì có thể để nguyên như thế được các bạn nhé. Đây, thì mình để cái đoạn này phải cạch rơi ra nhỏ ra một chút lên này. Phong ở giai đoạn này thì nó vẫn ở 20 độ C các bạn ạ. Và trong phối bịch thì nó ở tầm 20 độ C. Bắt đầu sau cậy tuần thứ 2 trở đi thì bắt đầu trong cái phối này nó mới nóng lên, nó mới ẩm dần lên, kiểu hệ sôi nó hoạt động, nó phát triển đấy các bạn. Còn hiện tại bây giờ thì nó ở phía tầng giữa phối nó cũng như vậy các bạn. Các cái công tên là đã được trông đối lên các bạn nhé. Đấy. Cái hệ thống cái từ sàn nhà đến trần nhà đến kia là cao 6 mét các bạn nhé. Đến cái đoàn hết cái đoàn rộng đấy là trên đấy vẫn còn 2 mét. Đấy. Nó rất là thông thoáng. Còn cái hệ thống cái phòng này nó sẽ nổi với cái phòng cậy. Đấy. Thì lúc nãy bọn mình đứng cậy trong kia. Còn ở ngoài này thì cần có hai người các bạn ạ. Đấy. Hiện tại thì chúng mình đã nghỉ giải lao thì trong kia đã được bật hệ thống đèn nè. Đấy. Đấy, cái hệ thống đấy là để diệt khuẩn các bạn ạ. Đấy, lúc nào trong đấy nó sạch sẽ như thế. Khi mà nó phối nó chảy ra ngoài này thì là sẽ được sắp xếp đến cái các cái khay này, khay lớn như thế này. Một khay này thì chứa được 16 phối. Đấy, trông đến như thế tất cả 20 khay. Đấy, khi mà đây rồi thì chúng ta sẽ cho các cái bảng tên vào, sau đó di chuyển bằng cái xe này lại ở cái khu vực trống, sau đó dùng cái xe đấy, dùng cái xe kia để trông lên, để trông lên ở bên nhé. Còn trường hợp hôm nào mà sụt đi luôn thì là chúng ta cho ra cái phương trọng này và sẽ có công tên nơi đến chờ đi luôn. Đây, các bạn có thể tham khảo cái phong thiết kế thì khá là đơn giản ha. Phải đơn giản thì không đơn giản đâu, vì là nó có các cái thiết bị như ở đây để thống khí thì có quạt chân này, nó đã tạo độ thoáng khí này.
có hệ thống lọc khí, hệ thống làm lạnh. Trên tất cả là hệ thống làm lạnh lọc khí. Đấy, đấy, những hệ thống như thế. Và để các cái khay kê chuẩn bị các bạn nhé. Nồng độ CO2 cũng rất là quan trọng. Nhìn vậy thì nó cao 6 mét đấy các bạn ạ. Hệ thống đèn chỗ này thiết kế như con bà ấy nhỉ. Như đi quán cà phê chứ. Còn đây là cái xe mà mình cho vào cái phòng, những cái phòng ướm nhỏ hơn các bạn nhé. Vậy mình sẽ di chuyển thẳng các cái phòng ướm chuyên dùng. Trước đây có vài video mình đã quay để khi chuyển vào đấy các bạn. Mình dùng xe này. Đấy, cái xe này nó thiết kế đơn giản như thế. Thì mình có thể bỏ đầu này, bỏ đầu kia. Mình có thể đẩy từ hai đầu lại với nhau nhé. Nó khác với những cái xe mà để cậy, khác với những cái xe để cậy để đẩy vào lo hợp khác các bạn ạ. Xe này nó nhỏ hơn, đơn giản hơn. Nhưng tại hầu hết ở đấy khay kê nó hay lắm, thép chưa vế lắm. Nhưng đấy thép mà chắc à. Kiểu không thép chưa vế như thế này. Còn cái xe này ở cả cái trục này thì nó hơi khác một chút, đó nó làm hình vuông rồi nó lọc vào như thế này. Người lại đứng các bạn ạ. Thì xe này người lại đứng. Đấy, lúc nãy mình vừa nói thì cái bên này được một tuần này. Còn cái phía bên này thì mới cậy hôm nay, đang cậy. Hy vọng là các bạn theo dõi các cái chuỗi video của mình đi. Được cho mình được những cái kinh nghiệm để làm cho nhà trường trả cho khi một ở dưới này họ có vẽ các cái đường để cho mình đặt xe luôn các bạn nhé. Nhìn qua video thì nó khá là mơ nhỉ. Ở đây nó là họ đã đặt bình các cái vị trí vậy. Đấy. Thì cái khẩu này người làm cũng cực kỳ là đơn giản. Làm cái gì cũng đơn giản là nhất các bạn ạ. Hiệu quả. Đấy.
chị cộng ba cái đường chị đây. Nếu nhìn kỹ là anh thấy cái góc vuông này.